Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái F1. Một cái F1 nha các bạn. Mẹ xin bơm bò sữa ra F1 nè. Con này để giống là vô địch, to con hết biết. Đó, với lại một con cái Sinter. Một cái F1 tơ luôn các bạn. Với một cái Sinter nha. Giá cực kỳ sinh viên luôn. Cái F1 này thì chủ báo giá là 12 triệu nè các bạn. Rúng chân móng hoàn thiện, xương cối lớn. Đó, chân móng sò nè các bạn. Xương thì cối lớn, F1. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Con này để giống vô địch luôn nha. Rất là tốt. Rúng nè, xương cối lớn, dòng này to tàn dữ lắm các bạn. Mẹ xin bơm bò sữa ra dòng F1 nha. Giá 12 triệu các bạn. Bò này tầm 12-13 tháng tuổi nha. Giá 12 triệu. Chân móng hoàn thiện, xương cối lớn, rúng nè, đòn dài nè. Đó, con này sau này to tàn dữ lắm các bạn. Dòng F1. Đó, mẹ xin bơm gò sữa ra dòng F1. To tàn dữ lắm. Con này nhà, ở nhà mình có để giống một con các bạn. Đó, rất là tốt, để con ra hết biết luôn các bạn. Rúng nè. Đó. Quá lớn, đo cận cảnh anh em thấy luôn. Giá 12 triệu các bạn, cao 1m18 bò các bạn, 1m18 bò. Cao 1m18 bò là ngang ngón tay nè. Đít nè. Đít cao 1m24. Đít cao 1m24 các bạn. Đít cao 1m24 bò. Xương cối lớn. Xương cối lớn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, xương cối lớn, đòn dài. Rúng yếm nghiêm chỉnh, xương cối lớn, đòn dài. Đó. Cao 1m18 bò, đến cao 1m24. Bò tầm 12-13 tháng tuổi, giá 12 triệu các bạn. Cao 1m18 bò nha, đến cao 1m24. Giá 12 triệu con cái F1 này các bạn. 12 triệu. Đó. Còn đây là cái xin này các bạn. Cái xin tơ, 11 tháng tuổi. Trái Sinter 11 tháng tuổi, giá là 12 triệu 500 ngàn các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, quyền một màu không lan giá các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh, quyền một màu không lan giá nha. Đó. Quà đen, sải tích nghiêm chỉnh, bật gu, rúng chiền, yếm dày cui. Sải tích đầu nghiêm chỉnh các bạn. Sải tích đầu nghiêm chỉnh, không lan giá nha. Rúng yếm nghiêm chỉnh, chân móng sò. Giá cực kỳ sinh viên luôn các bạn. 12 triệu 500 ngàn nha. Cái Sinter này chủ báo giá là 12 triệu 500 ngàn. Quyền một màu nha các bạn. Chân móng sò kỹ khú luôn các bạn. 12 triệu 500 ngàn. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Đó, cái Sinter sải mặt, sải lưng nghiêm chỉnh, bật gu. Bò tầm 11 tháng tuổi. Cao nè, 1m14 bò các bạn. Cao 1m14 bò. Cao 1m14 bò. Đít đây. Đít cao 1m2. Cái Sinter này cao 1m14. Đít cao 1m2. Xe mặt nè. Xe lưng nè. Nghiêm chỉnh nè các bạn. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Rúng chiền, yếm dày. À, bò tầm 11 tháng tuổi. Giá là 12 triệu 500 ngàn các bạn. 12 triệu 500 ngàn nha. Cái Sinter chân móng sò. À, cái Sinter chân móng sò, bật gu, quyền một màu, rúng chiền, sải tích nghiêm chỉnh, bò tầm 11 tháng tuổi, cao 1m14 bò, đít cao 1m2, giá là 12 triệu 500 ngàn các bạn, 12 triệu 500 ngàn. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.